Cho nên khi mà em chụp cái vùng da mà em test xong mọi người, với cái vùng da mà em không có test đó thì đúng là nó có trắng da lên, nhưng mà trên cái làn da của mình nó vẫn còn có cái độ hồng nhẹ của cái chất màu của sản phẩm này luôn. Và phẩm này nếu như mọi người thoa xong mà mọi người so với cái vùng da mọi người không có thoa, thì về cái độ make up và nâng tông của sản phẩm này phải nói là cực kỳ rất là ok luôn. Cảm ơn mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Tâm Thảo. Hôm nay Thảo sẽ tiếp tục review mọi người về một cái combo dành cho body nha. Và sau khi xem clip này thì mọi người hãy cho Thảo một like, một chia sẻ và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh. Vì nút đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí, khi mọi người nhấn vào sẽ nhận được thông báo của Thảo ra video nha. Và cái combo kem body mà Thảo muốn review đến mọi người ngày hôm nay đó chính là cái tắm trắng và cái kem body hoa hồng đến từ nhà Son Cosmetics nha mọi người. Thì về cái nhãn hàng này em đã từng review cái combo kem ba hũ này rồi, thì em sẽ để lại cái đường link dưới phần mô tả, mọi người có thể xem lại giúp Thảo nha. Về cái mẫu mã thiết kế cũng như là về cái giá thành của sản phẩm này, tắm trắng này sẽ có giá là 128.000, bên trong sẽ có 3 gói, còn về cái giá của cái kem body này sẽ có giá là 188.000 trên một hộp như thế này nha mọi người. Mẫu mã thiết kế của hai cái sản phẩm này riêng và cũng như là các cái sản phẩm của nhãn hàng này nói chung thì em thấy nó khá là đẹp và nó cũng độc lạ trên thị trường á mọi người. Về cái phần in ấn á thì em thấy cái chữ của nó nha, in ấn khá là rõ ràng, sắc nét cũng như là màu sắc của hai cái sản phẩm này nhìn rất là đẹp mắt. Tuy nhiên về cái phần chất liệu vỏ hộp á mọi người thì mọi người sẽ thấy nó khá là mỏng á mọi người. Khi mà vận chuyển đến chỗ em thì hầu như những cái hộp giấy này nó đều bị mốt và bị rách luôn nha mọi người ha. Còn về cái màu sơn á mọi người sẽ dễ dàng cạo, nó cũng sẽ dễ dàng tróc ra hết trơn luôn, cho nên đây là một cái điểm trừ nhẹ dành cho cái mặt thiết kế của bộ đôi sản phẩm này. Tiếp theo nữa, trên cái sản phẩm này thì sẽ có những cái tem để mọi người có thể kiểm tra hàng thật hàng giả mọi người. Đầu tiên em sẽ check cái tấm trắng trước nha, thì mình sẽ sử dụng phần mềm iCheck hoặc mọi người sử dụng Zalo mọi người cũng có thể check được cái mã này nha. Thì sau khi quét mã thì hệ thống sẽ gửi lại cho mình là mình có mua đúng hàng chính hãng hay không. Và cái cách thứ hai là mọi người sẽ cào cái lớp phủ phim trên cái tem đó mọi người, thì nó sẽ hiện ra một cái giải mã chữ số. Thì khi đó mình sẽ soạn tin nhắn theo đúng cú pháp và nhập cái mã số vào, sau đó mình sẽ gửi tổng đài thôi nha. Sau khoảng vài giây thì tổng đài sẽ gửi lại cho mình một cái tin nhắn rằng là mọi người có mua đúng hàng chính hãng hay không. Thì ở đây thì em được chúc mừng rằng là em đã mua đúng hàng chính hãng cho mọi người. Tiếp theo thì sẽ về cái kem body nha, mình cũng sẽ check giống như ở bên tấm trắng á, thì mình sẽ sử dụng phần mềm iCheck thì em sẽ check cái mã QR trước. Thì sau khi được xác nhận là hàng chính hãng rồi thì em sẽ qua bên cái phần nhắn tin đó mọi người, thì em sẽ nhắn tin theo cú pháp này cũng như là em nhập cái mã số sau khi mà em cào cái lớp phủ phim đó, em gửi tổng đài. Thì sau khoảng vài giây á, tổng đài cũng đã gửi lại cho em một cái tin nhắn xác nhận rằng là chúc mừng em đã mua đúng hàng chính hãng nha mọi người. Thì trên tay Thảo đang cầm là một cái combo sản phẩm chính hãng 100% để Thảo có thể test và review đến mọi người nha. Theo sẽ về bảng thành phần của cả hai sản phẩm này, em sẽ đi trước về cái tấm trắng trước nha mọi người. Cái gốc làm sạch trong tấm trắng này sẽ phải kể đến là SLS nè, CABB, gốc dưỡng ẩm trong đây thì sẽ là glycerin, acid stearic, collagen và titanium dioxide. Trong đây nó sẽ có tác dụng chống nắng và make up cho body của mọi người á. B8 thì đây là một hoạt chất giúp hoạt động bề mặt cũng như là nó sẽ giúp tạo mùi hương cho sản phẩm. Rồi cái cuối cùng sẽ là tá dược và hương liệu. Và trong cái bảng thành phần của sản phẩm này hiện tại em chỉ thấy có những cái hoạt chất giúp làm sạch, giữ ẩm cho làn da thôi. Nó chưa xuất hiện một cái hoạt chất nào giúp làm trắng sáng da nha mọi người. Bên trong sản phẩm này sẽ có 3 gói và về cái chất của nó thì nó sẽ là một cái chất gel có màu hồng nhìn cũng khá là đẹp á. Khi mà sử dụng sản phẩm này thì mọi người sẽ tắm sạch làn da của mọi người trước, rồi mình sẽ sử dụng một cái lượng sản phẩm vừa đủ nha. Mình sẽ massage lên trên cái vùng da mà mọi người cần tắm trắng, rồi sau đó mình sẽ ủ đó trong khoảng từ 10 đến 15 phút, rồi mọi người rửa sạch lại với nước, mình không cần phải tắm lại với xà phòng đâu ạ. Sau khi mà ủ sản phẩm này 15 phút và tắm lại với nước đó mọi người, thì em cảm thấy được rằng là cái làn da của em nó có lên tông da nha mọi người, nó có trắng sáng da so với cái vùng da mà em không test. Tuy nhiên cái lúc mà em rửa da lại nha mọi người, sau khi mà ủ 15 phút mọi người, thì trên cái lòng bàn tay của em mọi người nó vẫn còn cái màu hồng của cái chất của sản phẩm này lúc nãy em cho mọi người xem mọi người, nó vẫn còn màu hồng luôn nha. Thì em có so cái lòng bàn tay của em với
của mẹ em mọi người, thì thực tế là hai cái màu da nó có sự chênh lệch khác nhau. Và thêm vào đó thì ở trên cái mu bàn tay em mọi người, lúc nãy em có lấy cái chất ra để em quay và em chụp lại để cho mọi người xem á, thì ở trên đó nó cũng còn bị vương màu lại của cái sản phẩm này luôn mọi người. Mặc dù em đã rửa da rất là kỹ và rất là sạch rồi nhưng nó vẫn không rửa trôi được cái chất màu hồng đó lên trên cái làn da của em nha. Cho nên khi mà em chụp cái vùng da mà em test xong mọi người, với cái vùng da mà em không có test đó thì đúng là nó có trắng da lên, nhưng mà trên cái làn da của mình nó vẫn còn có cái độ hồng nhẹ của cái chất màu của sản phẩm này luôn. Và trên cái bảng thành phần này thực tế là em không hề thấy có hạt chất nào tạo màu ở đây cả, cho nên không biết cái bảng thành phần này liệu nó có đầy đủ hay là chưa nha mọi người. Và sau khoảng một ngày á mọi người, thì cái lòng bàn tay của em nó cũng phai màu dần đi, nó không còn cái màu hồng giống như mà em mới vừa sử dụng sản phẩm này xong nữa. Thì cái đó em có chụp lại cái lòng bàn tay của em để em so với cái bàn tay của em mà lúc mà em mới test xong á mọi người, thì hai cái màu sắc mọi người có thể thấy trên hình ảnh ha, hai cái màu sắc và hai cái vùng da nó hoàn toàn khác nhau luôn, nó có sự chênh lệch màu sắc luôn á. Cho nên đây là một cái điểm mà sau khi sử dụng sản phẩm này nói chung là em cũng khá là hoang mang luôn nha. Ok, tiếp theo sẽ về cái bảng thành phần của kem body nha. Trong cái kem body này, cái gốc dưỡng ẩm của nó thì em thấy có sáp khoáng, dầu khoáng nha mọi người, và kể đến là vaseline, paraffin nè, hay là trong đây nó có sáp ong, robelen, glycol, vitamin E, thì đây là những hoạt chất giúp dưỡng ẩm cho làn da mình. Titan dioxide, đây là một hoạt chất chống nắng và kim luôn cả makeup làn da mình. Isoprene 38, đây là một hoạt chất giúp tạo độ trơn, độ mượt khi mà mọi người thoa sản phẩm này lên da. Và tiếp theo sẽ là GMS60, đây là hoạt chất giúp nhũ hóa cho sản phẩm nè. Và cái gốc làm trắng của cái sản phẩm này duy nhất đó chính là acid salicylic, và cái cơ chế giúp nó dưỡng trắng da là nó tẩy tế bào chết và nó loại bỏ đi cái vùng da xỉn màu, từ đó nó giúp làm sáng da nha. Cuối cùng sẽ là tá dược và hương liệu, mùi hương của cái kem body cũng như là cái tắm trắng này nè mọi người, thì em cảm thấy nó có một cái mùi hương nước hoa. Tuy nhiên đối với bản thân em là một cái đứa mà không có thích cái hương liệu trong sản phẩm á mọi người, cho nên đối với em là cái mùi hương này nó hơi nồng một chút xíu nha. Tuy nhiên khi mà sử dụng cái tắm trắng này lên da và rửa trôi đi với nước á, thì về cái độ lưu hương của nó trên da mình thì nó cũng không còn nhiều nữa, cũng như là sau khi thoa cái sản phẩm kem body này lên da mà nó thẩm thấu rồi mọi người, thì về cái hương thơm đó nó cũng dịu đi rất là nhiều. Cho nên sau khi mà sử dụng xong thì em cảm thấy cái làn da của em về cái hương thơm nó không có quá là gây khó chịu đối với bản thân em. Sản phẩm này thì mọi người sẽ thấy đây là một cái chất kem sệt dẻo có màu trắng đục giống như sữa chua nha. Cho nên khi mà thoa sản phẩm này lên da thì nó thẩm thấu vào da mình cực kỳ nhanh luôn, và nó không có bị bớt rít hay là lộ vân kem gì cả. Sau khi thoa mà nếu như mọi người sờ vào cái lòng bàn tay hay là cái vùng da bên ngoài mà mọi người thoa thì nó cũng không có cái độ nhờn rít gì hết luôn, so với những cái loại kem khác mà em đã từng test nha mọi người. Còn về cái sản phẩm này, nếu như mọi người thoa xong mà mọi người so với cái vùng da mọi người không có thoa, thì về cái độ make up và nâng tông của sản phẩm này phải nói là cực kỳ rất là ok luôn. Cho nên nếu như mọi người sử dụng sản phẩm này để mình đi chơi với bạn bè hay là đi đám tiệc thì đây là một cái lựa chọn cực kỳ tối ưu luôn nha. Tuy nhiên nếu như mọi người sử dụng sản phẩm này để mình đi biển hay là đi bơi thì em cảm thấy nó chưa có được ok lắm. Có lý do bởi vì cái độ kháng nước của nó hơi kém mọi người. Sau khi thoa sản phẩm này được khoảng tầm vài tiếng thì em có thử rửa lại với nước và em dùng một cái khăn mềm để em lau đi mọi người, thì thực tế là nó cũng trôi kem đi, và khi mà mình lau nó cũng dính ra vải hết luôn nha. Cho nên cái độ kháng nước của nó là không cao lắm. Nếu như mọi người sử dụng để mọi người đi biển hay là đi bơi thì nó lại không có. Hay là sau khi mà em ngưng sản phẩm này được khoảng vài ngày mọi người, thì thực tế là những cái vùng da ở các cái nếp gấp á, đặc biệt là ở khuỷu tay mọi người, thì nó cũng còn tồn đọng kem ở đó khá là nhiều luôn, giống như hình ảnh mọi người xem trên video nha. Và chính vì cái lý do đó cho nên em phải ngưng sản phẩm này được khoảng gần một tuần nay để em có thể làm sạch hết được những cái cặn kem lên trên làn da em, để em xem là cái độ hiệu quả thực tế của sản phẩm này nó như thế nào nha. Và sau khi ngưng được một khoảng thời gian và so lại với cái vùng da không test, thì thực tế nói về cái độ hiệu quả của sản phẩm này thì nó chỉ đem đến cho làn da em cái độ ẩm, độ mịn và độ mềm da thôi nha mọi người. Còn về cái độ lên tông và cái độ trắng sáng da của sản phẩm này nó mang đến cho làn da em, thì đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa có cảm nhận được cái điều đó lên trên làn da của em. Nói về cái độ hiệu quả mà làm sáng da, nếu mà so với cái combo kem ba hũ của cái nhãn hàng này á, thì cái combo đó có lẽ nó lại hiệu quả hơn về cái độ dưỡng trắng thực tế nha. Còn mặc dù nó bớt rít thật đó, nhưng mà về cái độ dưỡng trắng thì nó cũng có một chút xíu. Còn về cái sản phẩm này, mặc dù mình thoa nó thẩm thấu nhanh nè, nó không có bớt rít hay là lộ vân kem gì cả, nói chung nó cực kỳ thoáng trên làn da của mình luôn á, nhưng mà về cái độ dưỡng trắng thực tế của nó thì em vẫn chưa cảm thấy được và chưa cảm nhận được
trong cái thời gian mà em test cũng như là sau khi em ngưng sản phẩm này nha mọi người. Và ok, trên đó cũng là tất cả những cái chia sẻ của Thảo xoay quanh cái combo tắm trắng cũng như là cái kem body hoa hồng đến từ nhà Son Cosmetics mà mọi người yêu cầu Thảo review cực kỳ nhiều trên kênh và cũng như là trên TikTok luôn nha. Và ok, nếu như mọi người sau khi xem clip này có những cái ý kiến thắc mắc gì xoay quanh cái chủ đề này hoặc là muốn Thảo review thêm một sản phẩm nào mới nữa thì hãy để lại ý kiến của mình bên dưới thân bình luận nha. Thì Thảo sẽ cố gắng trả lời và giải đáp hết tất cả những thắc mắc của mọi người. Thì cuối tuần Thảo xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nè. Và bây giờ thì Thảo xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào. Đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.